phổ biến, là linh hồn của nhiều món ngon nổi tiếng. Trong đó có Gnocchi khoai tây, một món mì Ý truyền thống. Sự kết hợp giữa bột mì, khoai tây và trứng gà tạo nên hương thơm và độ ngậy của món ăn này. Một chút chiều cay đánh thức vị giác. Từng miếng khoai mềm dẻo quyện hòa với sốt cà chua sóng sánh. Mai tang vàng ống ả phủ lấy từng miếng khoai mềm mịn, một chút thơm mát cay the từ rau thơm lôi cuốn vị giác. Khoai tây nghiền mịn và dẻo hòa quyện với vị béo ngậy từ phô mai. Món ăn khiến bạn nếm thử một lần sẽ nhớ mãi.